là Fullerton Transportation Center ngay chỗ này ha. Đây chỗ này đây có mấy đường xe bus cho nó đây, có đường xe bus chạy xuống xuống đây luôn nè, chạy xuống đây luôn, 47 chạy xuống xa ha, 47 43 nằm 43 Fullerton rồi chạy tới Pia luôn ha. Rồi có đường màu xanh này nè, đường xanh này được quá, hồi bữa đi đường này đi, bên này xuống đường xanh là đường là gì, màu xanh là 55 à, 55 đây nó đây nè, đi Fullerton dọc Balinda Costa Mesa Babu trăm bốn bốn ba Pria rồi biết rồi ha, Fullerton Transportation Center này rồi, đây là trạm xe lửa của Fullerton đây, đường này là chạy lên Los Angeles này. Giờ này mua ticket ở đây. Amtrak luôn, nhà Amtrak cũng có đây luôn. Amtrak cũng ở đây luôn. Đường này là đường này đi Los, đường bên kia có hai đường. À, đường bên kia là đi San Diego. Chủ nhật thì đi, chủ nhật thứ bảy chủ nhật đi có 10 đồng nguyên ngày. Đây biết em được trạm này nữa, em khác đây. Vô đây mua vé thì có thể đi Chicago luôn cũng được. Xe lửa Metrolink Station lên kia đó, lên qua kia để xuống cái kia đi lại bên kia, đi bên kia là đi đâu đây, San Diego rồi qua kia. Okay, cool.
À, wasabi có nữa kìa. Đây chỗ parking đây. Thích ăn chỗ này không? Để dành tiền ăn ha. Đông lắm, tưởng là không ai đông dữ sợ luôn á. Rất đông. Ý nhà quê mà. Chứ không phải ý tân thời, ý nhà quê nữa chi. Angelo and Vincent. Ristorante. Chỗ này cái check out cho nó ngay đường chánh đó. Rồi chấm cái nhà hàng này rồi đó, chấm nhà hàng rồi đó. Chỗ này là vô phía sau chứ có party, ai party vô phía cửa sau này, đông lắm. Chấm cái nhà hàng này rồi đó, đó. High school there, city, Silicon. Rồi xong, để dành tiền để ăn nhà hàng này ha. Ở đây có một khúc này ai ăn uống chặn đường để cho kia là phố đi bộ mà. Promona, chỗ phố đi bộ mà, đó, by route, chẳng hết, chỉ có xe đạp được vô thôi, được khúc chút xíu à, được mấy cái nhà hàng thôi, ok. Vô đây, xíu này đây đó. Dân rượu này sang chưa? Dân sang chưa? Politan nè, đó sang chưa? Ở Politan nè. Rồi, đợi chút xíu vậy thôi. Slide shabu. Thank you.
kỳ quá, vô So-called district, huh? Gonna get so-called district.